Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Hóa chất 15 là doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, có nhiệm vụ sản xuất vũ khí, phục vụ quốc phòng, sản xuất các mặt hàng kinh tế phục vụ cho nền kinh tế quốc dân. Hội Phụ nữ Nhà máy Z115 là hội phụ nữ cơ sở 3 cấp, số chi hội phụ nữ trực thuộc Hội Phụ nữ cơ sở 14 chi hội, số tổ phụ nữ trực thuộc chi hội 22 tổ, tổng số hội viên 377 đồng chí. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Hội Phụ nữ Nhà máy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, triển khai toàn diện và có hiệu quả chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội lần thứ 7, Phụ nữ Tổng cục lần thứ 6 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhà máy và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với 377 cán bộ, hội viên phụ nữ công tác ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hành chính, hậu cần, quân y, tài chính, chiếm 40% tổng quân số toàn nhà máy. Các phong trào thi đua, phụ nữ quân đội trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc và các cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, xây dựng gia đình 503 sạch, đã được Hội Phụ nữ Nhà máy quán triệt triển khai tới cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện đạt kết quả thiết thực. Trong sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh tế, chị em khối phân xưởng trực tiếp tham gia các dây chuyền, luôn phát huy tinh thần làm chủ, khắc phục khó khăn, trau dồi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đã nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới để làm ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiêu biểu như tập thể chi hội phụ nữ A3, A5, A7 đã gia công bao gói hàng vạn sản phẩm quốc phòng đảm bảo chất lượng và an toàn. Chi hội A2 đã chế tạo dụng cụ, khuôn mẫu, đồ gá và dưỡng mẫu các loại đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Trong công tác tham mưu quản lý, công tác phục vụ hành chính quân y hậu cần, chị em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, rèn luyện kỹ năng công tác để tham mưu, đề xuất các giải pháp trong quản lý và điều hành. Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mặt công tác, tích cực tham gia phong trào, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dây chuyền ăn ca tự chọn tại khu A được duy trì và phát huy hiệu quả. Hội Phụ nữ Nhà máy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện xây dựng gia đình đạt chuẩn mực, ấm no tiến bộ, hạnh phúc bền vững, đẩy mạnh cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ hội viên. Đi đôi với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn thực hiện tốt trách nhiệm, thiên chức của người phụ nữ đối với gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tiến bộ tích cực, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, tỷ lệ các cháu đạt học sinh khá trở lên trên 85%, trong đó có nhiều cháu liên tục đạt học sinh giỏi và đạt giải cao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhiều gia đình hội viên đã vượt lên hoàn cảnh nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Từ năm 2021-2024, có 4 cháu đạt giải quốc gia, 47 cháu đạt giải cấp tỉnh, 61 cháu đạt giải cấp thành phố, 1.439 cháu đạt học sinh giỏi các cấp 1, 2, 3, 61 gia đình đạt gia đình tiêu biểu mẫu mực, tổng kinh phí khen thưởng 520.700.000 đồng. Giai đoạn 2021-2024,
Hội phụ nữ nhà máy có 89% cán bộ hội viên đạt tiêu chuẩn trong phong trào thi đua của Trung ương hội phát động. 98,5% gia đình cán bộ hội viên thực hiện tốt nội dung của phong trào, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu cán bộ phụ nữ giỏi, cán bộ phụ nữ xuất sắc, hội viên phụ nữ tiên tiến, hội viên phụ nữ xuất sắc. Trong đó, 45 lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen cấp Tổng cục Chính trị, cấp Cục Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. 87 lượt chị em đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 70% chị em đạt lao động tiên tiến. Hội phụ nữ nhà máy là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Năm 2021-2022 được tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào của phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Năm 2023 được Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng danh hiệu Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc. Tổng chi phí khen thưởng 368 triệu đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội và phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, trí tuệ bản lĩnh, kỳ cương nhân ái và thực hiện tiêu chí 4 tốt gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Làm tốt công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các hoạt động của hội, lồng ghép với phong trào thi đua quyết thắng, đã tổ chức nhiều cuộc thi cán bộ hội phụ nữ giỏi, liên hoan hát du hát dân ca, hưởng ứng chương trình áo dài di sản văn hóa Việt Nam, thi dân vũ, thi đấu bóng chuyền hơi. Hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hội phụ nữ nhà máy luôn chú trọng vận động chị em trồng rau, tăng gia chăn nuôi để có nguồn thực phẩm sạch cho gia đình. Nhân dịp các ngày mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, hội phụ nữ đã tổ chức phát động ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn. 100% chị em ở 14 chi hội đã tham gia, thường xuyên duy trì trên 600 triệu đồng cho việc phát triển kinh tế gia đình và mua sắm các vật dụng cần thiết. Chú trọng phổ biến kiến thức về giới, sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội đến các gia đình hội viên. Hội phụ nữ đã tích cực vận động chị em thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. 100% chị em có thai đều được khám và tiêm phòng vaccine uốn ván. Tham mưu với lãnh đạo chỉ huy các cấp, bố trí sắp xếp công việc phù hợp cho chị em mang thai, yếu đau, mắc bệnh nghề và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng K3 độc hại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho chị em. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam, tháng hành động vì trẻ em, thăm và tặng quà trẻ tật nguyền, trẻ mồ côi khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, các cháu đỗ đại học và gia đình tiêu biểu nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu. Hàng năm có trên 90% gia đình đạt gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Ban chấp hành Hội Phụ nữ nhà máy thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định. Nội dung hình thức sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động của Hội Phụ nữ, nghị quyết của chi hội và nhiệm vụ chính trị của phòng ban phân xưởng. Tích cực nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản, nghị quyết, quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến chế độ chính sách người lao động nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các mục tiêu đảm bảo việc làm, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, đào tạo và đào tạo lại cho chị em có tay nghề yếu, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Số chị em được nâng lương, nâng bậc là 483 lượt chị.
tuyển dụng công nhân viên quốc phòng 27 chị, tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp 12 chị, phong quân hàm 1 chị. Hội phụ nữ đã thường xuyên sát sao chỉ đạo các hoạt động, công tác giáo dục mầm non đạt kết quả chất lượng. Năm 2023, trường mầm non Z115 được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2. Có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Năm 2024, có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp toàn quân và đạt giải nhì, giải khuyến khích hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong quân đội lần thứ 7 năm 2024. Hai cô giáo được tặng danh hiệu nhà giáo giỏi cấp bộ quốc phòng. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới phát triển, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội, phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và truyền thống của đơn vị. Trong những năm tới, Hội Phụ nữ Nhà máy tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng, cơ quan chính trị các cấp, Hội Phụ nữ Nhà máy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, quyết tâm cùng phụ nữ toàn quân, phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.